Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay Tuấn đang có mặt tại một mảnh đất vườn. Thì ở đây Tuấn đang có đất vườn trồng keo. Ở đây hiện tại Tuấn đang có 2 lô. Đây, từ cái chỗ cọc là chị đang ngồi đến đi mét đến cái cọc. Đây, đến cái cọc kia. Thì lô này tổng diện tích nó hơn 2.000 m2 mà giá ở đây hai lô này đều diện tích từ hơn 2.000 m2 mà giá dao động từ 500 đến 600 triệu mà tính ra là rơi vào khoảng 250k một mét vuông. Đất thì hiện tại là đất trồng cây hàng năm. Và kia đằng sau kia, cách đằng sau đình kia kìa, cách một lô đất của mình sẽ là đến sông. Xung quanh là đường, hiện tại là đường bên này, đoạn này là đường đá cấp, đường người ta giải đá cho dễ đi. Và đây, ngay đầu mỏm đường ra này này thì là hiện tại đấy là đường bê tông rồi chứ không phải là đường đá nữa, đường đất nữa. Thì đằng sau của đường đi sơ đi ra được của lô đất mình thì ở đang có một khu vườn, người ta nằm nhập vườn ở trong này và nằm vườn rất đẹp đẹp. Thì hiện tại khu vực này chỉ đi ra đường chính, đường tỉnh lộ 8 chỉ rơi vào khoảng độ 300m thôi. Cách dân thì rơi vào khoảng cũng tầm 200 đến 300m. Đây đằng sau người ta nằm vườn cây. Ở đây mình có thể thấy nhà dân, nhà vườn. Thì cái hiện tại Tuấn chỉ còn lô số 4 và lô số 1. Thì nên quý anh chị nào quan tâm đến khu vực đất vườn này thì liên hệ Tuấn ngay qua số điện thoại Tuấn ghim trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Tuấn xin cảm ơn mọi người. Mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh của Tuấn để có thể đón nhận những sản phẩm mới nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Tuấn xin cảm ơn.